Xin chào bạn Sumi. Xin chào các bạn. Bạn Sumi ơi. Hôm nay mình sẽ bơm nước vào. Hôm nay mình sẽ bơm nước vào đây. Đây, hôm nay bạn Sumi có một cái khay này. Bây giờ bạn Sumi sẽ dùng cái xi lanh này để bơm nước vào đây. Sau đó chúng mình sẽ lấy màu để pha màu vào đây nhé. Con có muốn học pha màu không? Hôm nay mẹ sẽ dạy con pha màu nhá. Con dùng cái này, xong rồi con đã cành màu luôn, đầm màu trái nước biển luôn. Thế á. Rồi, bây giờ thấy mẹ sẽ pha màu rồi sau đó cho con tôm màu xanh nước biển nhá. Được không? Được, con đã thích màu này á. Ok, rồi con ngồi xuống. Rồi, mẹ sẽ làm màu cho con. Rồi, bây giờ mẹ sẽ bơm nước vào đây nhá. Mẹ sẽ bơm nước vào đây nhá. Rồi. Rồi, sau đó mình sẽ. Rồi, bây giờ cái khay này đã đầy nước rồi đúng không? Bây giờ mẹ sẽ cho bạn Sumi nha, lấy màu cho vào đây nhá. Bạn Sumi ngồi xuống. Con thích màu này à, mẹ. Đây mẹ cho. Đây mẹ cho Sumi một que. Bây giờ Sumi nhìn mẹ, em sau đó Sumi làm bắt chước theo mẹ nhá. Đây con nhìn này. Đây là màu gì? What color is it? Đúng rồi, mẹ sẽ green. Màu xanh lá cây này. Rồi, và mẹ sẽ cho vào đây, nhìn đấy nhá. Rồi. Xong màu xanh lá cây rồi. Bây giờ mình sẽ lấy tiếp màu gì nhỉ? Đây màu gì? What color is it? Đây màu tím. Blue. Đây là màu tím. Đây là màu xanh nước biển. Blue. Ngồi ăn luôn mẹ. Đúng rồi. Bây giờ Sumi lấy một ít cái đấy cho vào đây. Ok. Đúng không ạ? Ít thôi. Nữa. Rồi. Bây giờ Sumi nhúng vào cốc nước của Sumi đi. Đúng rồi. Ngoái lên. Ngoái đều lên. Bây giờ sẽ đến lượt màu gì bạn Sumi? Màu cam. Rồi, đưa cho các bạn xem nào. Đây ok. Đây là màu cam nha. Orange. Bạn Sumi sẽ lấy màu cam. Để cho màu đây ạ. Con biết có cam màu cam. Cố lên, mạnh ấy. Ngoái đều như ngoái cháo, đúng rồi. Thế đúng rồi. Thế con ngoái như ngoái cháo. Màu gì đấy Sumi? Rồi, thế là được màu cam rồi. Bây giờ chúng ta lại làm màu tiếp nhé. Màu đỏ. Rồi, màu đỏ, ok, con lấy màu đỏ ra. Con lấy màu đỏ. Rồi, đưa mẹ lại. Bây giờ sẽ là màu đỏ nha. Red. Rồi, đưa mẹ lấy que, mẹ lấy cho. Rồi, đưa mẹ lấy màu đỏ. Mẹ lấy nước nào bỏ. Được chưa con? Ừ, chưa con. Mẹ cho con đi. Mẹ đã cắt màu này đi. Mẹ cắt màu này đi mẹ. Rồi, màu tiếp theo là màu gì nào? Màu này. Màu gì đấy? What color is it? À, pink à? Pink. Đây, màu này là màu hồng các bạn nha. Đây là pink. Pink. Chính xác. Rồi. Bây giờ mẹ sẽ lấy màu hồng nha, cho vào đấy nha. Cho vào đây nha. Con không bấy được. Con bị đầm. Đậu con đầm à. Đưa mẹ đầm cho, để mẹ ngoái cho. Ngoái một lúc là nó tan ra con ạ. Màu tiếp theo màu gì con? Ok. Đây màu vàng đây. Đây, màu vàng, yellow. 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 Chính xác. Rồi. Nước này. Đúng rồi, bây giờ con cho màu yellow vào. Con yellow. Đâm. Con cho màu vàng vào nước đi, rồi. Con bị đâm. Đấy, bạn Sumi đang pha màu vàng đấy. Bạn Sumi ngoái mạnh lên rồi lấy tay giữ vào khay. Rồi, đúng rồi. Bạn Sumi ơi,
Bây giờ xong màu vàng rồi thì bạn thích tô màu gì? Bạn thích pha màu gì nào? Màu đỏ. Màu đỏ rồi. Bây giờ mình sẽ tô màu đen nhé. Con lấy cho mẹ màu đen. Màu tím. Màu ok, rồi bỏ màu tím ra mẹ xem nào, xem đúng chưa? Con... Đây là màu đen nó bí. Đúng rồi, con lấy màu tím ra mẹ xem con lấy đúng chưa? Đúng rồi, đây chính là màu tím nha. Purple. Mẹ để cho bỏ đây nè. Ừ, ok, rồi. Bỏ cho bỏ đây, mẹ để cho bỏ đây nè. Mẹ cho vào đây rồi, con ngoáy đây. Mẹ mẹ nghe. Con bị đâm đâm đâm. Ừ. Con đâm đâm được. Rồi, bây giờ bạn Sumi đi pha màu gì? Màu đấy tên là gì? Màu xanh là cây. Green. Đây, bạn sẽ tô màu xanh lá cây này nha. Đây con ơi. Đây, cho vào đâu? Con tô màu gì đấy? Con tầm màu gì đấy? Cẩn thận ông bắn nha, con làm nhẹ nhàng thôi con. Mẹ làm không bắn này, con làm bắn này. Sumi ơi, làm nhẹ nhàng thôi. Bây giờ còn thiếu màu gì con nhìn xem nào. Xem còn thiếu màu gì nào, mình lấy. Màu đen. Chính xác, con lấy hộp màu đen ra nào. Con cho các bạn xem màu đen nào, ok. Đây nha, các bạn ơi, đây là màu đen nha. Black. Đây. Bây giờ mẹ sẽ lấy màu đen cho con nha, để con pha màu đen nha. Màu đen này xấu hay đẹp con? Đúng. Xấu nhỉ, kinh thế. Đấy, con tô đi. Con ngoáy lên. Ngoáy màu đen lên. Con lấy tay kia giữ. Kinh chứ. À kinh thế thôi, để mẹ pha màu đen cho nhá. Rồi, để mẹ pha màu đen cho này. Rồi, màu đen sắp xong rồi. Rồi. Con thấy còn hai màu nữa, con tìm xem còn hai màu nữa là màu gì. Còn thiếu màu gì? Đố Sumi tìm được. Màu nâu. Chính xác, đúng màu nâu rồi. Màu nâu để sao rồi. Rồi, bạn Sumi đã tìm ra còn màu nâu thiếu nhá. Con cho các bạn xem màu nâu như nào nào. Đây là màu nâu, các bạn nhìn thấy chưa? Brown. Màu nâu này. Rồi, bây giờ mẹ sẽ lấy màu nâu ra nhá. Rồi, con cho màu nâu vào. Pha mạnh lên con. Xong chưa hả? Pha xong màu nâu chưa? Con ơi, xong màu nâu chưa? Sumi? Rồi, ok. Màu này đấy. Tất cả các màu đều là Sumi và mẹ tô mà. Đều là Sumi và mẹ pha màu mà. Sumi ơi, bây giờ chỉ còn duy nhất một màu nữa con chưa pha thôi. Con có biết là màu gì không? Con thử tìm xem còn màu gì nào. Màu gì mà bạn Sumi vẫn chưa pha? Con nhìn xem. Mẹ giúp nhá. Chính là màu này. Con có biết đây là màu gì không? What color is it? Màu tên là màu gì? Màu gì? Con không biết màu gì. Màu trắng. White. Con nhớ chưa? Con nói lại cho mẹ này. Màu trắng. White. Đúng, chính xác. Đây các bạn ơi, đây là màu trắng nhá. Bạn Sumi chưa nhớ được tên màu này. Đây, bây giờ mình sẽ lấy ra một ít màu để pha cho Sumi nhớ nhá. Lần này bạn Sumi pha màu trắng rồi, lần sau bạn Sumi nhớ nhá. Nhá con nhá. Rồi. Rồi. Đã xong rồi, mình đã pha xong tất cả các màu rồi. Yeah. Đây nào. Đây. Đã xong hết các màu rồi, bây giờ Sumi đếm xem là có bao nhiêu màu nào. Con đếm xem. Mẹ đếm cùng nha. Màu tím. Purple. Đúng. Màu đen. Brown. Chính xác. Màu trắng. White. Đúng rồi. Màu nâu. Sai. Màu đen. Chính xác. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển. Chính xác. Màu xanh là cây. Green. Chính xác. Màu xanh là cây. Chính xác. Blue. Chính xác. Con không đi màu gì?
Màu này con biết mà, con nhớ lại đi. Con biết màu này hơi bị đẹp luôn. Màu cặp sách của con ấy. Màu gì nhỉ? Màu gì? Màu gì nhỉ? Màu hồng. Pink. Chính xác. Orange. Màu cam. Màu đỏ. Red. Màu vàng. Yellow. Yay! Bạn Sumi đã thuộc, đã được mẹ dạy 12 màu trong bộ màu này rồi. Và mỗi ngày mẹ sẽ cho bạn Sumi tô những bức tranh để ôn màu này Sumi nhé. Rồi, bạn Sumi sau khi pha màu xong, bây giờ bạn Sumi đang dọn dẹp đồ này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Sumi tạm biệt các bạn đi con. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt các bạn nhé.